Mình ở đây để nói với các bạn rằng bố mình thực sự hút rất nhiều thuốc, mẹ mình khóc ở nhà, chó nhà mình thì đi nhậu. À quên, hai tập trung vào nội dung chương trình đi. Hôm nay mình sẽ chơi chế độ Adventure cây cây sticker Dragon cộng 7. Thật ra level thấp nhất của nó là cộng 4. Lúc mà mình mới mua là cộng 4. Ông mình mới quay trúng là cộng 4. Mình có tiền để mua cây này. Ok. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái này làm gì? Tiếp. Sống vào. Ngon. Không. À, một tẹo máu nữa cũng không chết được. Thì nó hồi sinh thì phải. Cái gì vậy? Bơm tự bơm máu à? Mình nghĩ là gì có ai cần là tự bơm máu nhỉ? Cái mày. Tao ngu quá. Đừng nói tao chết với tao một lần nữa. Đấy. Mày. Báo thù. Ngon, làm gì làm với ông tiếp đi. Để xem, tôi trống mắt lên xem tụi mày làm gì tao nào. Tao là tốt. Tao tự tin rằng mày là người chơi tập kích mày giỏi nhất Việt Nam. Chỗ này là vong nguyên tử hay gì đấy. Này thì spin này. Chúng mày đủ tuổi, vào đây. Này, cái vô địch này sẽ bảo vệ mình. Cái đi. Cái đỡ đi. Vâng. Nhớ bị nó hạ gục. Nhưng không sao. Như đó thì nhầm nhò gì. Alo. Này phấn. Ồ. À mẹ đã chết. Núp đi. Đấy, ngon ghẻ. Hai đứa. Mình sẽ chạy lên đây. Nó chạy được. Nó chạy được, làm sao bây giờ? Kim nên là thình thịch. Ồ. Quá là do may mắn thôi. Chúng mày xong hết rồi. Bố mày đấy. Bố mày. Đây. Gì vậy? Vong nguyên tử à? Vậy đây. Mình cài ở đây này. Lúc thì sẽ có tác dụng gì không? Mình khá thích thú với quả bom này. Nổ đi. Hai em của mình chưa có nổ. Trời, chỗ mình thì đang mưa to. Mưa rất to như vậy. Hết sọt chứ gì nữa. Đấy, hai cu. Này, vào đây. 23 tiết. Địch mờ, thằng M200 Master kìa. Bố cho mày biết thế nào là lấy đậu.
nhưng mà giáo viết thì cũng chả là việc mày. Headshot. Đấy, headshot, 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 headshot. Bỏ đồng quá, phải làm sao? Sao thằng này lắm vậy? Nó né được cái viên đạn nó luôn. Đấy, mày ngu này, ngu này. Ây à, ây à. Chê mày đá đẹp rồi nha. Mày thích quả bom này. Lại đây cô. Này đây đấy, nó. Nó bắn ở đâu vậy? À, sau lưng à? Được. Phóng lựu à? Tên lửa rocket định hướng. Có thể gọi là tên lửa tầm nhiệt. Này thì tầm nhiệt quá ngon nha, tên lửa. Các con em này, cái này phải mang lại gần mới được quá. Mang lại gần đối tượng. Chúc mày toàn mà. Ha 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 ha. Mình lấy nhầm vũ khí. Hết đạn rồi. Cây này đi, cây này cũng khá là mạnh nha các bạn à. Đấy này các bạn. Số bây giờ là 23. Khá là tốt. Bán này. Ấy. Lần thứ hai lại mang nhầm vũ khí tiếp. Tụi anh này may mắn không mỉm cười với mình. Ngon lắm. Đấy. Lại thêm lần ba. Này á. Mình nghe tiếng súng phía sau này. Đây, ngon ghê. Ngon chim. What the fuck? Như về, đối thủ khá là nặng ký. Vâng, thêm một lần thứ ba. Người ta nói quá tam ba bệnh mà mình lần này thứ tư thì phải thứ ba nữa. Ây da. Bán đấu này có vẻ như là rất là tốn thời gian này. Win.
Vâng, xin. Sau trận đấu này mình đã đạt 30 kill trong vòng 9 phút 54 giây 56 giây. Ok, nếu bạn cảm thấy hay hãy like, share và subscribe với channel nhé. Đừng quên subscribe nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Đừng quên subscribe nhé các bạn. Yeah.